Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê dưới xây mình nha Bây giờ mình xin chia sẻ với mọi người một chủ đề khá là nóng bỏng mà mọi người rất thích nghe Đó là chủ đề về các số tiền mà chính phủ Mỹ có thể cho mọi người Ok, có thể Cả như trong vòng mấy ngày qua là thiên hạ người ta đồn là Tổng thống Trump Ông lên tiếng đề sức là mỗi một người đi dân Mỹ nằm và quay trở lại đi làm thì sẽ được 1.200 đô vậy thì cái cái chuyện đó nó có khả thi hay không trước tiên là cái chuyện đó nó sẽ không bao giờ xảy ra hết ok mặc dù nếu cái, cái chuyện đó mà nó xảy ra đi nữa nó cũng làm cái điều tốt nhưng mà vấn đề là nó không có xảy ra và cái này không phải là mà ai nói hết cũng không phải là mình nói nữa mà cái này là sự thật nó sẽ không xảy ra uhm. tại vì quay trở lại cái câu chuyện là để mà bất cứ cái đề xuất nào mà nó được trở thành hiện thực trên nước mỹ nè điều đầu tiên á nó phải được hạ viện thông qua, sau đó nó phải được thượng viện thông qua rồi sau đó nó phải được ông tổng thống ký nữa thì khi đó nó mới trở thành một cái lực được. Còn nếu bây giờ ông tổng thống Trump ông đề xuất đi, ông đề xuất cho mọi người một ngàn hai trăm đô nếu mọi người đi làm lại. thì trước tiên á đó chỉ là một đề xuất tại vì <laughs> à, qua thượng viện thì người ta đi recess uh, uh, tức là người ta đang đi uh, thư giãn nghỉ lễ rồi phải không? Còn hạ viện á thì cái gói kích cầu ba ngàn tỷ của hạ viện thông qua nó đang bị chặn đứng trên thượng viện cho nên chắc chắn là những cái gì mà bên phía đó, tổng thống trump với đảng cộng hòa đưa ra nó cũng sẽ bị hạ viện làm khó làm dễ cái đó là cái điều chắc chắn coi về mặt khác là hầu như không có bất cứ cái đề xuất nào mới ở trong uh, lên trên quốc hội mỹ hết à, cái đó chỉ là một câu nói vơ của ông tổng thống trump trong lúc cũng đang họp báo vậy thôi không có đề xuất chính thức và nói kết kết luận lại là sẽ không có tiền à dĩ nhiên cái đó là nói tới một vấn đề khác nữa vấn đề bây giờ là trong tương lai không phải người dân mỹ người ta không muốn đi làm không phải người dân mỹ người ta không muốn đi làm vấn đề là không có không có việc để làm mọi người nghĩ vấn đề không phải đi làm mà vấn đề không có việc để người ta làm trời mọi trước tiên mọi người nên nhớ bây giờ ba mươi mấy bốn triệu người mỹ đang thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp là 15% phần trăm À, 14 7 phần trăm nhưng mà chắc chắn là nó tháng 6 ấy lộn để cài tháng từ năm 6 7 3 tháng nữa nó ra tỷ lệ thất nghiệp quý 2 là chắc chắn sẽ trên 15 phần trăm và cho dù mở cửa lại đi nữa à, cho dù các tiểu bang có mở cửa lại đi nữa cho dù các doanh nghiệp nhỏ lớn gì có thể mở cửa lại kinh doanh đi nữa thì trước tiên á cái sự thật là chúng ta đang sống ở thời kỳ corona ha và cho tới ngày mà mọi người có vaccine để chích thì ngày đó corona nó vẫn đang gìn gặp nó vẫn đang đe dọa mọi người đúng không thành ra không có chuyện mà kết thúc cách giãn xã hội cũng như không có chuyện mà mọi thứ nó trở lại bình thường được hết quán xá nó sẽ không bao giờ nó đông đúc cho tới khi nào mà có vaccine cơ sở kinh doanh nó cũng không có bao giờ mà nó đông đúc cho tới khi nào mà có vaccine hết thành ra không có chuyện mà người dân những doanh nghiệp đó nó sẽ kêu lại hết những cái người nào bị sa thải uh, lúc trước khi đại dịch xảy ra quay trở lại làm việc. Nói cách khác là là hồi phục kinh tế sẽ rất là chậm và yeah. uh, từ đây cho tới khi nào mà kinh tế trở lại bình thường tức là diễn của mấy năm nữa thì sẽ có rất hàng triệu người uh, bị uh, thất nghiệp dài hạn. À không, và tỷ lệ thất nghiệp sẽ ở mức cao cho từ uh, trong vòng mấy năm tới. Không uh, chứ không có chuyện tự nhiên cái mở cửa ra cái mọi. À, cái mọi người trở quay trở lại làm việc cái chuyện đó không có, phải không cái chuyện đó nó không có xảy ra, cái chuyện đó nếu nó xảy ra đi chăng nữa thì mai ra là những cái ngành lao động tự do à, ăn chia giống như là ngành nails à, thôi chứ nó không có liên quan tới những người ngành nghề khác. Tại mọi người nghĩ các doanh nghiệp đó, nó phải có thu nhập, nó phải có tiền thì nó mới trả lương nhân viên được. Thí dụ nó kinh doanh mà chậm chạp, bớt bát, khách hàng thưa thớt. À, thì nó lấy tiền đâu ra để mà nó trả nhân viên mà và nó cũng đâu có cần phải mướn nhiều nhân viên làm cái gì nếu như mà khách hàng là cái lượng khách nó không có đông để không lẽ nó mướn để nó trả lương sao mọi người nghĩ đúng không thành ra không có chuyện mà nó khôi phục để trong vòng năm nay hay năm tới cái chuyện kinh tế khôi phục là chuyện của tương lai nữa còn cái chuyện trước mắt là cái tình hình tinh kinh tế nó sẽ là còn khó khăn dài dài hiểu không và cái đại dịch này từ đây cho đến tới năm sau á, tới ngày có vaccine đó nó vẫn còn hoành hành cho nên á người dân mỹ cho dù người ta có muốn đi làm đi chăng nữa cũng không có chỗ đi mà làm nữa à, thành ra cái con cái thành ra cho dù có đề xuất hay không đề xuất gì nữa trước tiên là người dân không có chỗ làm muốn xin việc khác để mà làm cũng không ra nữa thành ra là cách tốt nhất là mọi người nên để về tiền đi ok Thời video cũng đã khá dài. Xin chào và tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nhé. Thank you. Bye bye nào. Thank you.